Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 1. Ngày hôm trước các con đã được học hai vần mới, đó là vần oan và vần oan. Thế các con đã làm bài tập và gửi cho cô của mình chưa nào? Cô mong rằng các con sẽ làm bài tập đầy đủ nhé. Hôm nay cô sẽ dạy cho các con bài 95, đó là bài oan oát. Các con đã chuẩn bị cho sẵn sàng cho tiết học của mình chưa nào? Các con hãy quan sát tranh và cho cô biết đây là nơi nào. Đây chính là doanh trại đó các con à. Thế các con có biết doanh trại là nơi để làm gì không? À, doanh trại chính là khu nhà riêng của quân đội để ở và làm việc đó các con à. Và doanh trại cũng đã góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đó các con. Từ hôm nay cô muốn giới thiệu với các con đó là từ doanh trại. Thế trong từ doanh trại tiếng nào con đã học rồi? Đó là tiếng trại. Và tiếng mới hôm nay cô muốn giới thiệu với các con đó là tiếng doanh. Các con hãy cho cô biết trong tiếng doanh âm nào con đã học rồi? À, trong tiếng doanh âm giờ con đã học rồi. Và cô muốn giới thiệu vần mới hôm nay đó là vần on. Các con hãy quan sát vần on. Vần oanh gồm có âm o, a đứng trước và âm nhờ đứng sau. Cô có cách đánh vần như sau: o, a, nhờ, oanh, giờ, oanh, doanh, doanh, trại. Cô và các con cùng đọc lại một lần nữa nhé: oanh, doanh, doanh, trại. Vần thứ hai cô muốn giới thiệu với các con đó là vần oách. Các con hãy quan sát cho cô, vần oách gồm có những âm nào? Vần oách gồm có âm o, a đứng trước, âm chờ đứng sau. Cô có cách đánh vần như sau: o, a, chờ, oách. Và cô có tiếng gì đây? Đây là tiếng hoạch. Tiếng hoạch gồm có âm hờ đứng trước, vần oách đứng sau, thanh nặng dưới âm a. Cô có cách đánh vần như sau: hờ, ách, hoách, nặng, hoạch. Các con hãy quan sát tranh và cho cô biết các cô chú này đang làm gì. Đúng rồi, các cô chú này đang thu hoạch cà chua đó các con. Và cô có từ muốn giới thiệu với các con, đó là từ thu hoạch. Các con cùng nhau đánh vần một lần nữa nhé: o, a, chờ, ốt, hờ, oách, hoách, nặng, hoạch, thu, hoạch. Bây giờ cô và các con cùng nhau đọc lại cả bài nhé: oanh, doanh, doanh, trại, oách, hoạch, thu, hoạch. Bây giờ các con hãy nhìn lại và so sánh cho cô hai vần oanh và oách. Vần oanh và vần oách có âm o, a giống nhau. Và vần oanh thì có âm nhờ đứng cuối, vần oách thì có âm chờ đứng cuối. Các con đã nhớ chưa nào? Cô thấy các con đã đọc rất là tốt nè. Bây giờ cô có một câu chuyện muốn kể cho các con nghe. Nhưng các con hãy chú ý cho cô, trong câu chuyện của cô có những từ mang vần oanh và vần oách. Các con hãy chú ý lắng nghe nhé. Bây giờ cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện. Bé Lan là một cô bé rất ngoan và lễ phép. Trong lớp hay ở nhà đều có thói quen khoanh tay chào thầy cô, người lớn. Để thưởng cho Lan, bố mẹ đã có kế hoạch tặng cho em một chiếc xe đạp mới toanh vì chiếc xe cũ của Lan đã hỏng. Mỗi khi đạp lại có tiếng loạch xoạch. Bé Lan đã cảm ơn bố mẹ vì món quà bất ngờ này. Trong câu chuyện cô vừa kể có bốn từ mà hôm nay chúng ta học. Cô giới thiệu với các con đó là bốn từ: khoanh tay, mới toanh, kế hoạch, loạch xoạch. Bây giờ nhiệm vụ của các con
là dùng thước và bút chì gạch dưới cho cô những tiếng có vần oanh mà hôm nay chúng ta học. Các con hãy xem, các con đã gạch giống cô chưa nào? À, cô có từ thứ nhất, đó là từ khoanh. Từ thứ hai, đó là từ toanh. Các con hãy phân tích cho cô tiếng khoanh nào. Tiếng khoanh gồm có âm khờ đứng trước, vần oanh đứng sau. Cô đánh vần khờ, oanh, khoanh. Bây giờ cô và các con cùng đọc lại hai từ nhé. Khoanh tay mới toanh. Tiếp tục, các con hãy gạch dưới cho cô những tiếng có vần oách nào. Vậy những tiếng con vừa gạch có vần oách là những tiếng nào nè? À, đó là từ hoạch. À, và từ loạch, soạch, cả hai tiếng đều mang vần oách. Các con hãy cùng cô đọc lại nào. Kế hoạch, loạch, soạch. Bây giờ cô và các con cùng nhau đọc lại các từ nhé. Khoanh tay mới toanh. Kế hoạch, loạch, soạch. Bây giờ cô và các con cùng nhau đọc lại cả bài nhé. On, doanh, doanh trại. Oách, hoạch, thu hoạch. Khoanh tay, mới toanh. Kế hoạch, loạt soạt. Bây giờ các con hãy quan sát tranh. Các con nhìn thấy gì trong bức tranh này? À, đây là các bạn học sinh. Các bạn nhỏ này đang làm gì nào? Các bạn nhỏ đang thu gom giấy vụn, sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ đó các con à. Và cô có một câu ứng dụng minh họa cho bức tranh sau đây. Các con hãy đọc thầm câu ứng dụng đi nào. Bây giờ cô và các con cùng nhau đọc câu ứng dụng nhé. Chúng em tích cực thu gom giấy sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ. Bạn nào cho cô biết trong câu con vừa đọc tiếng nào mang vần hôm nay chúng ta học? Đúng rồi, đó là tiếng hoạch. Tiếng hoạch gồm có âm hờ đứng trước, vần oách đứng sau, thanh nặng ở dưới âm A. Bây giờ cô và các con cùng nhau đọc lại câu ứng dụng nhé. Chúng em tích cực thu gom giấy sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ. Các con lưu ý khi đọc, chúng ta cần phải ngắt hơi sau dấu phẩy và nghỉ hơi sau dấu chấm nhé. Cô và các con cùng nhau đọc lại. Chúng em tích cực thu gom giấy sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ. Thực hiện theo lời Bác Hồ dạy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Cho nên khi các con là sao nhi đồng thì các con cần phải tích cực tham gia các phong trào kế hoạch nhỏ ở trường. Các con đã nhớ chưa nào? Bởi vì qua phong trào kế hoạch nhỏ này giúp cho các con có ý thức tiết kiệm nè, ý thức bảo vệ môi trường, yêu lao động, đoàn kết, sẻ chia, cảm thông với mọi người. Và ngoài ra, các con còn biết giúp đỡ và đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Các con đã nhớ chưa nào? Cô thấy các con đã luyện đọc rất là tốt rồi. Sau đây, chúng ta sẽ chuyển qua hoạt động luyện viết nhé. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn cho các con viết chữ ghi vần oanh.
Cô đặt bút ở giữa dòng ly 2, cô viết con chữ O. Nói liền con chữ A. Nói liền con chữ Nhờ. Điểm dừng bút tại đường ly 2. Tiếp theo, cô viết chữ ghi vần oắt. Cô đặt bút giữa dòng ly 2, cô viết con chữ O, nói liền con chữ A. Nói liền con chữ Chờ. Điểm dừng bút tại đường ly 2. Tiếp theo, cô hướng dẫn các con viết chữ doanh trại. Cô đặt bút giữa dòng ly 2, cô viết chữ Giờ. Nói liền viết chữ ghi vần oanh. Điểm dừng bút tại đường ly 2. Khoảng cách một con chữ O. Cô đặt bút ở đường ly 2, viết chữ trại. Tiếp theo, cô hướng dẫn các con viết từ thu hoạch. Cô đặt bút ở đường ly 2, cô viết chữ thu. Khoảng cách một con chữ O. Cô đặt bút ở đường ly 2, cô viết chữ hờ. Nói liền chữ ghi vần oắt. Điểm dừng bút tại đường ly 2, cô nhấc bút viết dấu nặng ở dưới con chữ A. Các con vừa luyện viết xong các chữ trong bài. Sau đây chúng ta cùng nhau chuyển qua hoạt động luyện nói nhé. Trên này vẽ gì đây con? À, trên này vẽ nhà máy. Còn trên này thì vẽ gì đây nào? À, đây là tranh vẽ một cửa hàng. Và cuối cùng là tranh vẽ doanh trại. Các con hãy nói xem nào, ở những nơi này sẽ thường diễn ra những hoạt động nào và ai sẽ làm việc trong đây nào? Vậy chủ đề luyện nói của chúng ta hôm nay là chúng ta sẽ nói về nhà máy, cửa hàng và doanh trại. Các con hãy nói cho chị em của mình, hoặc là các con sẽ cùng nhau nói với bố mẹ của mình tại nhà nhé. Tiếp theo là cô sẽ hướng dẫn cho các con làm phiếu bài tập của ngày hôm nay. Bài tập số 1 yêu cầu nói. Nhiệm vụ của các con là sẽ đọc những cụm từ. Sau đó các con sẽ nói thành câu có nghĩa. Các con đã hiểu yêu cầu của bài tập số 1 chưa nào? Ở bài tập số 2 thì yêu cầu là các con sẽ điền vần on hoặc hay là vần off thích hợp vào mỗi từ dưới mỗi tranh. Các con sẽ có 3 bức tranh tương ứng với 3 từ. Nhiệm vụ của các con sẽ điền vào cho phù hợp nhé. Và cuối cùng là yêu cầu của bài tập số 3 là các con sẽ luyện viết vần oanh, vần oách, từ mới tuần và từ kế hoạch. Các con lưu ý cho cô, khi các con viết thì các con cần phải viết đúng ô ly, viết đúng độ cao, độ rộng các con chữ nhé. Ngoài ra những bạn nào giỏi thì chúng ta có thể viết được nét thanh nét đậm để bài viết của mình thêm đẹp hơn nha. Cô vừa hướng dẫn cho các con 3 bài tập, các con hãy nhớ làm bài và gửi cho cô giáo của mình nha. Như vậy bài học của ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Hẹn gặp các con vào tiết học sau nhé. Thương ái, chào tạm biệt các con.